trị chưa? Chưa thấy gì à? Ok rồi. Nhưng chưa thấy tăng trị. Xin chào các em. Đây, bây giờ mới nhìn thấy. Nhưng mà vấn đề là không nhìn thấy tác ở trên điện thoại. Không nhìn thấy đâu cả. Không nhìn thấy. Nó không hiện lên. Bây giờ mới thấy nó hiện. Xin chào các em, bây giờ mới chính thức nhìn thấy chúng ta ở trên điện thoại đây. Xin chào Trần Trung Tây, nhìn thấy tên thôi nhưng không thể hét lên được. Xin chào Phạm Thị Mai Chi, chào chào các em, chào Nguyễn Phương Anh, chào Huyền My, Ngô Trần Hương, Đào Thu Huyền. Thì như các em có thể thấy ở cái tiêu đề ở đây đúng không? Thì đây là cái phần livestream tiếng Anh. Và đây là cái livestream số 1. Và đây, nói chung là những cái live này thì phần lớn là sẽ dành cho đối tượng lớp 12 nhá. Tức là ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Thế ngoài ra thì những bạn nào mà lớp 10, lớp 11 thì cô nghĩ là cũng vẫn có thể theo dõi được những cái live này. Bởi vì các kiến thức này thì ví dụ kiến thức về ngữ âm rồi kiến thức về thì các thứ thì gần như là cũng là ôn lại thôi. Thế cho nên là cô nghĩ rằng lớp 10, lớp 11 hay là lớp 12 thì cũng đều theo dõi được hết. Thì cô sẽ đồng hành với cả chúng ta trong suốt cái tối thứ sáu hàng tuần, trừ những cái hôm nào mà cô có việc bận, ví dụ như là đi du lịch hoặc đi đâu đó chẳng hạn, thì cô sẽ báo trước với chúng ta. Tóm lại là tối thứ sáu hàng tuần nhá, thì sẽ có cái phần live ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Và ngoài ra thì cũng sẽ có những cái bài, ví dụ như là đến thì lớp 11, lớp 12, à lớp 10, lớp 11 chẳng hạn. Ví dụ như là các bạn có chuẩn bị thi giữa kỳ hoặc là thi cuối kỳ hoặc là cái gì đó thì cô cũng sẽ có những cái phần live để hỗ trợ cho các bạn nữa nhé. Thì cho nên là yên tâm là cô sẽ đồng hành với cả tất cả các em từ lớp 10, lớp 11, lớp 12. Các em cái file PDF, cái phần này á, cái phần nội dung ở đây á thì có 30 câu nhá, có 30 câu thì hôm nay chúng ta sẽ mỗi một lần mà cô live thì cô sẽ live đa dạng với các chủ đề khác nhau. Và ví dụ như là chúng ta thấy là sẽ có phần pronunciation, phần phát âm, rồi là chúng ta có phần grammar đúng không? Grammar có nghĩa là ngữ pháp. Rồi sau đó thì đến kế đến thì sẽ là phần vocabulary có nghĩa là phần từ vựng. Đó, thì mỗi phần nó sẽ có khoảng 10 câu. Thì ngoài những cái phần này ra thì có thể là có những hôm cô live về đọc hiểu, có những hôm live về đọc lục lỗ vân vân. Đó thì cái chủ đề nó cũng sẽ cố gắng là đa dạng và cũng sẽ hướng dẫn các em cách ôn thi, ôn tập cho tốt nữa. Xin chào Huỳnh Long, chào Nguyễn Lê Thùy Duyên, Nguyễn Lê Thùy Duyên này. Xin chào các em, chào cô đi nào. Live xong thì đảm bảo là sẽ không không xóa nhé. Và bạn nào muốn tải cái file PDF này về thì chúng ta hãy vào Facebook cá nhân của cô, chính là Hoàng Xuân, nhớ chưa? Tag ngay ở trong cái phần live này thì chúng ta vào trong cái phần đó thì chúng ta sẽ thấy lát nữa cô chưa post đâu, nhưng mà lát nữa khi nào mà cô live xong thì cô sẽ post. Chị thấy nóng quá. Hiểu không? Lát nữa thì cô sẽ post cái file PDF lên để cho chúng ta có thể download xuống để chúng ta làm lại một lần nữa nhé.
Thực ra thì cái này á, bạn nào mà học xong lớp 12 rồi, tức là năm nay vào đại học đúng không? Thì tiếng Anh kém thì cứ xem thôi, bây giờ tiếng Anh mà đúng không? Nó không phân biệt cái gì hết cả. Nó không phân biệt là ôn thi tốt nghiệp trung phổ thông quốc gia hay là gì hết. Nó là tiếng Anh mà bây giờ mình kém thì mình xem thôi, đúng không? Bất kỳ đối tượng nào mà cảm thấy kém tiếng Anh chúng ta đều có thể xem được hết. Ok. Ok, bây giờ đã là bao giờ đây? 8 giờ 45 đúng không? 8 giờ 45 thì chúng ta bắt đầu thôi, nếu không có thì lại không có thì lại muộn mất đúng không? Lớp 11 xem được, lớp 10 xem được, nhớ chưa? Xem được hết, kể cả các bạn mà vào đại học rồi vẫn xem được, không có vấn đề gì hết. Xem được hết luôn. Xin chào Phượng Ly, hôm nay cũng xem à? Ok. Thúy Chi bảo là cô mở lớp dạy live cho 2K2 đi thì cô không có dạy theo kiểu livestream mà cô dạy theo kiểu là cô quay sẵn những cái video như thế này. Cô sẽ quay sẵn các video để chữa bài và sau đó thì các em chỉ cần vào học thôi. Thì cô giảng rất là kỹ, thế cho nên là cô nghĩ là bọn em có thể theo theo học được, bởi vì rất nhiều các anh chị khóa trước đã học như vậy rồi, đã học qua hình thức là xem video sau đó thì làm bài, sau đó thì làm bài tập. Đó thì cái hình thức đó thì cũng rất là hiệu quả nhá. Thì bạn nào mà muốn học online thì có thể vào xem các khóa học online của cô ở trên tuyển sinh 247 nha. Ok, nào chúng ta sẽ bắt đầu vào 10 câu đầu tiên nhá, phần pronunciation, phần phát âm. Đây là cái phần mà cô nói thật là cô thích nhất, bởi vì là cái phần này á thì chúng ta hay bị sai nhiều. Cô sẽ phóng nó lên một tí nữa. Nó hơi bị mờ đúng không? Chữ phóng lên. Xem có to hơn được nữa. Ok. Ok, rồi phần đầu tiên của chúng ta là phần phát âm. Thì trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của chúng ta, hay là trong những cái kỳ thi ở trường của chúng ta, thì bất kể một cái kỳ thi nào đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn luôn có một cái phần phát âm như thế này đúng không? Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải nhận diện những cái từ mà có phần gạch chân nó phát âm nó khác với cả những cái từ còn lại. Thế thì đây là một ngữ âm, nó là một cái nền tảng căn bản của tiếng Anh. Nếu chúng ta phát âm mà không chuẩn thì đương nhiên là đi ra ngoài người ta nói chả ai hiểu rồi đúng không? Thế cho nên là tại sao Bộ Giáo dục cứ hay kiểm tra cái phần này thì nó là như vậy, bởi vì là ngữ âm thì nó là một cái phần rất là quan trọng của việc học tiếng Anh. Nhưng mà rất tiếc là có những cái từ rất đơn giản thôi nhưng mà chúng ta lại hay phát âm sai. Đấy, rất tiếc là như vậy nhá. Thì hôm nay cô đã lọc ra rất là nhiều những cái trường hợp mà cô để ra ngày hôm nay ở đây, thì là những trường hợp mà cô thấy rằng là bình thường chúng ta hay đọc sai, và cô sẽ chỉ ra cho chúng ta là chúng ta hay đọc sai như thế nào nhá. Rất nhiều người hay đọc sai luôn. Chúng ta nhớ share, nhớ 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 like cái phần live này nhá. Like, share và nhớ tag bạn của mình vào nhá. Bây giờ chúng ta xem là câu thứ nhất, đáp án của chúng ta sẽ là gì đây. Chúng ta comment nào, cô thấy có rất nhiều bạn bắt đầu comment rồi đấy. Bắt đầu comment nha. Nhớ là thứ sáu mỗi hàng tuần nhớ chứ, every Friday. Thứ sáu hàng tuần luôn vào lúc 8 rưỡi, thứ sáu hàng tuần nhá. Thứ sáu hàng tuần. Thế còn bạn nào mà muốn học đăng ký học khóa online, khóa luyện thi online của cô, hoặc là các khóa từ lớp 10 lớp 12 thì chúng ta hãy vào trang web của tuyển sinh 247 để chúng ta đăng ký các khóa học nhá. Ok, câu thứ nhất thì chúng ta thấy là có phần lớn các bạn đúng không là đều chọn phương án là 1D. Đều chọn phương án 1D, thì câu này đúng, đáp án của chúng ta là D. Đó, thì chúng ta sẽ đọc như thế nào đây đúng không? Thì ở đây thì cô sẽ đọc chủ yếu là theo giọng Anh nhá. Đấy, thì cái phương án A của chúng ta ấy, thì chúng ta hay đọc là matter đúng không? Mat, tức là chúng ta hay đọc nó thành âm E đúng không? Thì tuy nhiên thì đây, phương án A, B và C bình thường chúng ta rất hay đọc sai. Đó, chúng ta hay đọc sai nó là mat, là âm E đúng không? Ví dụ như là chúng ta hay đọc là matter này, hay đọc là back này. Back thì thường hay đọc là back nhưng đọc nó không được hẳn là chuẩn lắm. Thế còn cái này chẳng hay đọc là back đúng không? Rồi cái túi á, thì mình hay đọc là back, tức là chúng ta hay đọc nó thành âm e. Thế nhưng mà chúng ta lại hay đọc sai. Như thế là đọc sai. Đấy, như thế là đọc sai, mà đọc chuẩn á, thì chúng ta sẽ phải đọc nó thành âm e bẹt nhá. Âm e bẹt chứ không phải là âm e. Được chưa? Thì e bẹt ở trong tiếng Anh ấy thì nó sẽ đọc là, nó sẽ đọc như này, ví dụ matter. Đấy, matter tức là chúng ta đọc bẹt cái miệng của chúng ta ra. Đấy, matter. Matter. Ok. Đấy thì e bẹt ở trong tiếng Anh thì nó ký hiệu là như thế này. Đó. Đấy gọi là e bẹt, nó là matter. Đó,
miệng của chúng ta để ý miệng của cô bẹt ra nhá, matter. Thế còn cái này chúng ta đọc là gì? Back. Đấy, back. Miệng của chúng ta bẹt ra, back. Nếu không là back nhá, không phải là back, 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 back là sai, mà là gì? Back, back. Ok, thế còn cái này chúng ta cũng không đọc là gì? Là back, đúng không? Không đọc nó e, mà là back, back, đúng không? Đó, như vậy, matter, back và bag đều là âm e bẹt hết. Đó, e bẹt chúng ta ký hiệu là như này. Cô thấy là thực ra thì chúng ta cũng rất là thiệt thòi là thông thường ở lớp ấy thì các thầy cô giáo cũng không có nhiều thời gian để uốn nắn phát âm của chúng ta, bởi vì là cái thời lượng học nó khá là nhiều đấy, mà lại tập trung chủ yếu vào phần ngữ pháp, thế cho nên là ở trên lớp thì thường là không có nhiều thời gian để luyện phát âm, thế cho nên là âm, cái phần âm của chúng ta là thường là bị hỏng rất là nhiều. Không chỉ là các bạn ở tỉnh xa đâu, mà các bạn ở Hà Nội cũng vậy, hỏng hết, hỏng thực sự hỏng luôn. Đó, thì chúng ta nhớ A, B, C đúng không? Chúng ta sẽ phát âm là âm e bẹt. Thế còn cái phương án đi của chúng ta này thì chúng ta sẽ phát âm là âm gì đấy? Talk. Nó là âm O dài, nhớ chưa? Talk. Talk. Tức là chữ A này mà kết hợp với cả chữ L đằng sau á, chữ A mà có chữ L đằng sau á, thì thông thường là chúng ta sẽ, cái chữ A này nó sẽ đọc thành âm O dài, nhớ chưa? Talk. Talk. Và bây giờ cô đọc lại cả bốn phương án này để cho chúng ta có thể hình dung ra được nhá. Nào, matter. Đấy, không đọc là matter mà là matter. Rồi chúng ta đọc là gì đây? Back. Chúng ta đọc là gì? Back. Back. Không đọc là back. Thế còn cái này sẽ đọc là gì? Talk. Đúng không? Talk. Nó là âm O dài. Đấy, như vậy là câu 1 xong, nhớ chưa? Tuyệt đối thì bây giờ không đọc là matter, để không đọc là back nữa, mà không đọc là back nữa, đúng không? Ok, tiếp tục câu thứ 2 cũng rơi vào một cái trường, câu thứ 2 cũng là một cái trường hợp giống như vậy. Đấy, thì chúng ta đọc cho cô cái câu thứ 2 xem nào. Cô có dạy tiếng Anh trực tuyến nhá. Cô có dạy online nha, nhưng không phải là dạy qua live stream mà cô dạy qua việc quay video sẵn, thì sau đó thì giải thích phần lý thuyết, sau đó thì có phần bài tập. 499 bạn này là thật hay giả đấy, mà từ nãy giờ vẫn thấy 499 à, nên nó bị đâu không? À, đang 735 bạn chứ. Thôi các bạn, có những bạn bảo là không thả tim nữa nhá, bởi vì là sợ bị lag. Có bạn nói là coi cô như kiểu slow motion ý. Ok, nào bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ hai. Câu thứ hai ở đây cũng như thế, chúng ta là gì? That, that. Tức là âm này ấy, nó cũng là âm e bẹt, nhớ chưa? That. Đấy, chúng ta đọc là gì? Matter. That, that. Ok. Đấy, e bẹt chúng ta ký hiệu là như này. Rồi tiếp theo cái từ này ấy, cái phương án 2B này chúng ta bình thường cũng rất là hay đọc sai, nhớ chưa? Chúng ta đọc là catch, catch, tức là đọc thành âm e rồi, đúng không? Ví dụ như là catch a bus, bắt một cái con cá hoặc là bắt một cái xe buýt chẳng hạn, đúng không? Catch a bus thì chúng ta hay đọc là catch a bus, nó phải đọc thế là sai, nhớ chưa? Nhớ là không đọc là e mà chúng ta phải đọc nó là e bẹt, tức là catch, catch. Ok, như vậy nó cũng là âm e bẹt, catch. Đó, catch. Đấy, nó không phải là e, nhớ chưa, mà là e bẹt, catch, không phải là catch mà là catch. Tiếp theo chúng ta có từ này, từ này gọi là đến 95% người học là đọc sai. Chúng ta đọc là bed, đúng không? Đọc như kiểu cái giường ấy, đúng không? Tôi thấy là gì? Ở đây chúng ta có từ cái giường. Thì đúng là nó âm e thật, là bed. Bed, đấy là cái giường. Thế nhưng mà cái từ này nó là tồi tệ, đúng không? Chúng ta không thể đọc là giống như cái giường được. À, ví dụ nói là my English is very bad. Tiếng Anh của tôi rất là tệ, thì mình không thể nói là my English is very bad. Tiếng Anh của tôi là cái giường được, đúng không? Đấy, thì bây giờ cái này chúng ta phải đọc, chỉnh lại cách đọc nhá. Không đọc là gì? Bad. Mà chúng ta đọc là bad. Bad. Ok. Là miệng của chúng ta bẹt ra. Bad. Bad. Ok. Như vậy phương án A này, that. B đọc là catch. Và cái này cũng đọc là bad. Như vậy ba âm này là ba âm giống nhau thì chúng ta phải đọc giống nhau chứ, đúng không? Thế còn cái phương án D này thì chúng ta sẽ có hai cách đọc. Nếu mà theo tiếng Anh á, thì chúng ta sẽ đọc nó là O, theo kiểu là O ngắn. Wash, wash. Thế còn trong tiếng Anh Mỹ thì chúng ta đọc là A dài, ví dụ wash, wash. Thì bình thường phần lớn là chúng ta sẽ đọc theo tiếng Anh Mỹ là wash, là wash. Ok. Thì tóm lại đáp án của chúng ta nó cũng rơi vào phương án D. Thì có hai cách phát âm, một là âm O ngắn, hai là âm A dài. Đó, ok. Rồi cô đọc lại bốn phương án này để cho chúng ta hình dung một lần nữa về về cái cách đọc sai của chúng ta và cách đọc chuẩn nhá. Đấy, thì đọc sai sẽ là cái phương án A thì thường là không đọc sai nhiều lắm, chúng ta vẫn đọc là that, đúng không? That. Nhưng phương án A thì thường hay đọc sai cái chữ TH ở đầu á.
that. Sau đó phương án B là đọc sai rất nhiều đúng không? Chúng ta hay đọc là catch, mà cái cách đọc đúng nó phải là gì, là catch, catch. Thế còn phương án D cũng là thế, không đọc là bad mà là gì, bad, bad. Ok. Thế còn phương án D này là wash, wash. Đấy, đọc theo kiểu Anh thì nó wash, thế còn Anh Mỹ là wash, wash, nó hơi khác nhau một tí. Rồi, tiếp tục với câu số 3. Câu số 3 cũng là cái trường hợp nó rất là giống với cả câu thứ 1 và câu thứ 2. Thì bây giờ chúng ta comment xem câu thứ 3 này đáp án của chúng ta sẽ là gì. Mải dài, mải giảng bài quá. Không biết là chúng ta comment cái gì nữa. Hiền Diệp comment là 3A. Câu này cũng rất là nhiều, câu này thì cũng có rất là nhiều trường hợp mà chúng ta hay đọc sai. Thật sự là như vậy. Nào các bạn comment xem cô Trần Mạnh Trí 3A, Liên 3A này, Ngô Trần Hương 3A. Nhưng mà chúng ta comment 3A rất là nhiều, thì lát nữa cô sẽ chỉ ra cho chúng ta là chúng ta đọc sai hết. Và chúng ta, phương án của chúng ta đều là sai hết. Mà nếu mà đi thi năm nay, mà đề năm nay, ví dụ đề của bộ năm nay mà lại cho vào một cái câu giống như câu 3 thì chắc là chúng ta sẽ chết hết. Cô có dạy tiếng Anh lớp 10 nhá. Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ, chương trình thí điểm cô đều dạy hết. Và các bạn cứ lên trang web của tuyển sinh 247 để các bạn xem nha. Ok, như vậy chúng ta thấy phần lớn chúng ta đều comment là 3A. Nhưng mà câu này thì không phải là 3A đâu, mà đáp án của chúng ta là C, là 3C. Rất là rơi vào từ many. Bởi vì là duy nhất cái phương án C này thì có từ, có chữ A đọc là âm E, many, many. Thực sự là nó đọc là âm E, many. Thế còn tất cả những cái phương án khác thì nó đều đọc thành âm E bẹt. Nhớ chưa? Chúng ta đi thi mà cho câu này thì cũng phải đến 90% là sai. Các bạn thấy không? Như vậy người Việt Nam hay là gọi là người Việt Nam mà học tiếng Anh á, thì thông thường là hay bị nhầm lẫn giữa cái âm, cô nhắc lại là hay bị nhầm lẫn giữa âm E và âm E bẹt, nhớ chưa? Chúng ta hay đọc E bẹt thành E. Ví dụ như là cái từ này talent đúng không? Tài năng, talent nó là âm gì? Âm E bẹt. Đó, talent. Tiếp theo chúng ta có từ này. Đó, từ này, một người đàn ông đúng không? Thì chúng ta phải đọc là man. Man, không đọc là men. Thế còn nhiều người đàn ông thì lúc đấy mới đọc là men, được chưa? Như vậy chúng ta phải bị mất rồi. Sao ta? Đấy nhớ, nếu mà là một người đàn ông thì chúng ta sẽ đọc nó là e bẹt. Đấy, là man, được chưa? Man, đọc bẹt cái miệng ra. Thế còn nếu mà nhiều người đàn ông á, đúng không? Nhiều người đàn ông như thế này thì lúc đó chúng ta mới đọc nó là âm e. Nhớ chưa? Là man. Vậy nhìn này, man và men. Man, men, ok. Như vậy là đây là âm e bẹt. Tiếp theo cái này thì âm e, đương nhiên là âm e rồi, là many. Bình thường chúng ta đều đọc chuẩn âm này hết. Thế tuy nhiên cái từ này chúng ta cũng sẽ đọc là Mary đúng không? Thế nhưng mà nó không phải là như vậy. Đó, từ này là từ Mary. Mary, tức là nó cũng là âm e bẹt, không đọc là me được, không đọc thành âm e được, mà phải đọc thành âm e bẹt là gì? Mary, Mary, ok. Mary có nghĩa là kết hôn ấy. Thế còn Mary, kiểu Merry Christmas thì đúng là Mary thật. Còn đây là Mary, ok. Mary. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là 3C, nhớ chưa? C, nhưng mà rất nhiều bạn comment là 3A là sai. Ok. Thế cô đọc lại câu 3, cô đọc lại tất cả 4 phương án của cô 3 nhé. Phương án ở đây chúng ta làm gì? Talent. Đó, talent là âm e bẹt. Tiếp theo chúng ta có từ man, nhớ chưa? Man, một người đàn ông. Man. Thế còn cái này là gì? Many, many. Thế còn cái này là gì? Mary. Ok. Tiếp theo câu thứ tư nào. Câu thứ tư cũng rất nhiều bạn hay đọc sai. Ví dụ rất nhiều người bạn đọc cái từ này đọc là low thì đọc là loud hoặc là gì đó, tức là rất là hay đọc sai những cái từ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ comment cho cô biết xem nào, chúng ta sẽ đáp án của chúng ta với câu thứ tư sẽ là như thế nào. Các bạn nhớ share cái phần livestream này về nhé, để chúng ta lưu lại ở trong cái tường của chúng ta ấy, để phòng khi sau này muốn xem lại, tóm lại là nên xem lại. Ok, câu thứ tư này để xem các bạn chọn đáp án là gì. Lê Minh Giao là 4D này. 4D thì là rất tiếc là sai rồi. Ngọc Hân Trương là 4B, Minh Huy là 4B. Như vậy câu này thì mỗi người một ý kiến luôn. Người thì là B, người thì C, người thì D. Đấy, chúng ta thấy cái phần phát âm của chúng ta nó tệ đến mức nào chưa? May mà đi thi nó chỉ cho có một câu kiểu cái phần này đúng không?
chứ không có thì cũng chết đấy. Ok, thế thì phần là A chúng ta là gì? Chào, cái từ này rất quen thuộc rồi. Chào, nó là âm gì? Ào, chào, đúng không? Thì đây là âm ào. Tức là đây là cái nguyên âm đôi. Đó, nguyên âm đôi. Âm ào chúng ta viết là như vậy nhá. Chúng ta có nhìn thấy rõ cái ký hiệu của cô không? Đó, chào. Thế còn cái này là âm gì? Low, đúng không? Low, nó là âm gì? Âm O, low. Rồi, tiếp theo cái này cũng đọc là gì? Now, đúng không? Now. Nó cũng là âm gì? Âm ào. Thế còn cái này là cái khăn ấy, cái khăn như kiểu là khăn để lau người á. Thường có trong nhà tắm ấy, đúng không? Chúng ta đi vào những khách sạn chúng ta thấy hay hay có những khăn trắng trắng ấy, thì đấy chính là gọi là towel, towel. Đấy nó là towel, nhớ chưa? Nó là những cái khăn. Thế thì towel chúng ta nghe thấy âm gì đấy? Âm ào đúng không? Towel. Đây. Nó cũng là âm ào. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là phương án gì? Phương án B, đúng không? Đấy, cô đọc lại nhé. Towel. B đọc là gì? Low. B đọc là gì? Now. Và cái này đọc là towel. Ok. Tiếp theo câu thứ 5. Câu thứ 5. Câu thứ 5 dễ hơn đúng không? Câu thứ 5. Rồi chúng ta comment cho cô xem câu 5 đáp án sẽ là gì đây? Nguyễn Khắc Đạt 5C. Ok. Rồi Mỹ Dung Trần 5A. Có bạn thì comment là Nguyễn Thanh Tùng thì comment là 5B. Như vậy chúng ta thấy là cái phần phát âm của chúng ta nó tệ đến mức độ nào chưa? Mỗi cái, những cái từ nó rất là đơn giản nhưng mỗi người một phương án đúng không? Từ rất đơn giản thôi, mỗi người một phương án luôn. Các bạn comment tiếp đi nào. Ok, câu thứ 5 này thì cô sẽ đọc nhá. Là A chúng ta đọc là wait. Wait. Nhớ từ này không đọc là wait. Người Việt Nam mình cũng rất hay đọc là wait. Như kiểu là âm E ấy, nhưng mà nó không có âm E trong tiếng Anh đâu. Mà là chỉ có âm A. Wait. Wait. Ok. Nó là âm A. Đây, chúng ta đọc là wait. Wait. Ok, nhưng mà wait, wait, wait. Không đọc như thế. Tiếp theo chúng ta có từ gì? Đoàn tàu, nó là train, đúng không? Train, không là train train. Từ này cũng rất là cô, trong quá trình cô dạy học từ bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, cô thấy các bạn rất hay học sai từ này. Đặc biệt là không đọc được cái chữ terror ở đầu á, cái âm terror ở đầu á. Các bạn đọc là train train, đúng không? Thì cái từ này đọc là train, nhớ nhá, train. Nó cũng là âm gì? Âm A, đúng không? Âm A ở trong tiếng Anh chúng ta ký hiệu như này. Các bạn quen thuộc, các bạn nên quen thuộc với cả những cái ký hiệu phiên âm đi nhá. Đấy thì đây là âm A, hiểu chưa? Train, train, A, train, đúng không? Tiếp theo chúng ta có từ này đọc là gì? Said, said. Từ này cũng rất nhiều người hay đọc là said, said ấy, nhưng mà là sai. Không phải đọc là said mà là said, said, said. Là âm E, hiểu chưa? Said. Thế còn cái này đọc là gì? Không phải đọc là paid mà là paid, paid. Âm A, hiểu chưa? Paid. Ok. Đấy, như vậy là những cái từ rất là đơn giản nhưng mà chúng ta cũng đọc sai rất là nhiều. Đấy, cô nhắc lại này, câu A chúng ta đọc là gì? Wait, không phải là wait nhớ chưa? Wait. Phương án B chúng ta đọc là gì? Train, train. Phương án C đọc là said và phương án D chúng ta đọc là paid. Ok. Đấy, vậy đáp án của chúng ta sẽ là C. Đó, nhớ không phải là said nhớ nhá. Không phải là said mà là said, said. Ok. Tiếp theo, câu thứ 6. Câu thứ 6 là một cái trường hợp cũng rất là thú vị. Nó rất là thú vị và nó liên quan đến rất nhiều cái phần trọng âm. Nếu mà chúng ta chắc về phần trọng âm á, thì chúng ta cũng sẽ đọc cái từ này cũng 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 sẽ đúng đúng hơn. Nào chúng ta comment cho cô xem. Câu thứ 6 đáp án sẽ là gì đây? Các bạn comment là 6C đúng rồi. Cái Dương Chí Huy bảo là khó quá. Khó quá nhưng mà câu thứ 6 này cô thấy là các bạn phần lớn là các bạn đều trả lời được đúng đáp án. Ví dụ như là bắp ngô nhỏ này, Tâm Kim này, Nguyễn Anh Sang, các bạn chịu khó comment vào nhá, cô sẽ đọc những cái phương án của chúng ta lên. Rồi là Uyên Nguyễn này, rồi là Trần Lê Như Huỳnh, rồi là Lê Kim Ngân. Cô không biết là cô là người Bắc thì các bạn ở các tỉnh, các bạn ở trong trong Nam hoặc là các bạn ở các tỉnh miền Trung hoặc là miền Nam thì các bạn có nghe rõ không? Bởi vì là cái cách phát âm của mỗi vùng miền tất nhiên là nó vẫn là theo cái chuẩn thôi nhưng mà
Hy vọng là các bạn nghe được rõ nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ 6. 6 câu này thì rất nhiều bạn đã comment đúng rồi. Thì đáp án của chúng ta đúng là rơi vào cái phương án C này. Thì chúng ta sẽ đọc nó là gì? Là common, nhớ chưa? Từ này rất người đọc là common. Không hiểu sao người Việt Nam rất hay đọc như vậy. Và rất nhiều người đọc như vậy luôn ý. Là đọc là common, không phải là come đâu mà là common. Common, tức là nó là âm gì? Nó là âm O. Đó, common, âm O kiểu O ngắn ý, common. Thì cho âm của nó nhấn vào âm đầu tiên, đúng không? Thì chúng ta đọc common. Thế còn những cái phương án A, B và D thì các bạn đố các bạn biết là cho âm nhấn vào đâu? Thì phương án A cho âm của chúng ta này, nó nhấn vào âm tiết thứ hai đúng không? Nhấn vào âm thứ hai. Thì cái âm đầu tiên á, cái âm đầu tiên mà có chứa cái chữ O đấy nó không được nhấn, đúng không? Nó không được nhấn trong âm. Thì cái chữ O đấy nó sẽ đọc thành âm O, âm ngắn. Đấy, nó sẽ đọc thành âm O. Cái này thì tất cả các bạn lớp offline của cô gần đều biết hết, bởi vì là trên lớp dạy phát âm rất là chắc. Đấy, thì phương án A này chúng ta đọc complete, com, âm O mà, complete. Nhưng mà rất nhiều bạn hay là đọc complete đúng không? Complete tức là đọc y hệt như kiểu tiếng Việt ý, là sai, nhớ chưa? Đọc là complete, com, com tức là âm O ấy, complete. Đó, tiếp theo cái này cũng thế nào, command là ra lệnh đúng không? Command, command, không đọc command là sai nhớ chưa? Command. Cho âm của nó cũng nhân rơi vào âm thứ hai, cũng rơi vào âm thứ hai, và cái âm đầu tiên này thì cũng là âm O. Đó, command. Và cái này community, đây là đuôi et đúng không? Cho nên cho âm nó sẽ rơi âm tiết trước đó. Đó, và cái này không được nhấn trong âm thì nó sẽ đọc là âm O. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là gì? Trường hợp A, B và D, chữ O đều không được nhấn trong âm thì khi đó chúng ta sẽ đọc nó thành âm O, âm ngắn. Được chưa? Cô đọc lại là complete, complete, không phải là complete nhớ chưa? Complete. Thế còn phương án B chúng ta đọc là command. Đấy. Thế còn phương án D là community, community. Đó, có nghĩa là cộng đồng. Thế còn cái này nhấn trong âm thì chúng ta đọc common, common. Được chưa? Không đọc là common. Ok, rồi. Tiếp theo câu thứ 7. Đấy, câu thứ 7 chúng ta comment đáp án xem nào, chúng ta sẽ chọn phương án gì đây. Các bạn chịu khó bình luận nha, chịu khó bình luận nha. Và nhớ tag các bạn của mình vào để cùng học tiếng Anh nhé. Câu 7 nào. Câu 7 từ này cũng rất nhiều bạn đọc là hit. Có rất nhiều bạn đọc là hit luôn. Xin chào Lan Nguyễn, chịu khó học tiếng Anh nha. Nhớ share về tường của mình để xem lại nhé. Ok, 7 chiến thắng, 7A. Ok, rồi như vậy phần lớn các bạn đều chọn A đúng không? Chúc mừng các bạn, chúc mừng các em. Nghiêm Quảng, rồi là Chi Nguyễn, rồi là Hương gì đó, Trịnh Trịnh này, rồi Lan Nguyễn, Nguyễn Thanh Tùng thì đều chọn là A hết. Đó, chúc mừng các em đã chọn phương án đúng. Thì cái từ này, cái đầu của chúng ta đọc là gì? Là head, đúng không? Head. Nhưng mà cô thật sự là cô nghe thấy rất nhiều bạn đọc cái từ này là hit luôn. Hit. Đấy thì nhớ không phải là hit mà là head. Nhớ ra head. Nó là âm E. Đấy, thế còn những cái phương án khác thì chúng ta sẽ đọc nó là âm Y dài. Y dài. Âm Y dài là một cái âm mà phần lớn người Việt Nam mình hay đọc thành âm ngắn. Tức là chúng ta, người Việt Nam mình là không có cái khái niệm là âm dài và âm ngắn. Đấy, thì khi mà đọc như vậy thì khi mà chúng ta đọc âm dài, đáng nhẽ nó phải là âm dài mà chúng ta lại đọc nó thành âm ngắn thì đương nhiên là khi mà đọc lên, khi mà chúng ta nói thì Tây nó sẽ không hiểu được rồi. Nhớ. Ví dụ chúng ta đọc cái phương án B này, chúng ta sẽ phải đọc là heat. Heat. Đó, tức là đọc căng miệng ra heat. Chứ không phải là hit, hit. Nhớ chưa? Hit là sai mà là heat. Đọc căng miệng là heat, ok? Nó là âm Y dài. Thế còn phương án C của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải đọc căng ra, đọc seat, nhớ, seat. Đấy, không phải là sit, sit đâu nhá, sit là sao mà là seat, seat, ok? Đọc căng miệng ra một tí, seat, nó là âm Y dài. Y dài thì nó luôn luôn có cái dấu hai chấm trong phiên âm của nó. Thế còn phương án D này chúng ta sẽ đọc là gì? Là team, đúng không? Team. Đó, team. Cái từ này thì ok, phần lớn là chúng ta cũng đọc khá là chuẩn. Team. Đó, thế còn riêng cái phương án B và C thì hay đọc thành âm ngắn nhá. Đọc lại này, âm dài và đọc là gì? Heat. Thế còn cái này là seat, nhớ chưa? Ok. Đó.
Đó, rồi thì bây giờ đáp án của chúng ta đương nhiên là phương án A rồi đúng không? Rồi các bạn comment tiếp cho cô xem câu số 8 đáp án của chúng ta sẽ là gì nhá. À, để cho cao lên. Câu số 8. Không cho cao được bởi vì nó sẽ bị mất chữ. Ok, câu số 8 nào, chúng ta có nhìn rõ không? Nhìn rõ đấy đúng không? Nào, chúng ta comment cho cô câu thứ 8. Đáp án của chúng ta là gì? Bắp ngôi nhỏ 8A, Linh Khánh Kim 8A, Dương Chí Huy 8A. 8A là đúng rồi đấy. 8A là chuẩn luôn đấy, đúng không? Tâm Kim cũng là 8A. Rồi, câu 8A là chuẩn rồi. Thế thì ở đây chúng ta có phương án A, chúng ta gọi là mean, đúng không? Mean. Từ này vừa có thể là tính từ, vừa có thể là động từ đấy. Mean, nó là âm y dài, đúng không? Chúng ta thấy cái âm mà đọc nó cái kiểu nó âm này nó đọc nó hơi kéo dài ra thì nó là âm y dài. Mean. Đó. Tiếp theo cái phương án B chúng ta đọc là weather. Weather là âm gì? Âm e đúng không? Weather. Weather. Nó là âm e. Tiếp theo cái câu C này của chúng ta là gì? Breath. Breath. Với cái câu C này thì cô sẽ lưu ý với cả chúng ta về cách đọc khi nó là danh từ và khi nó là động từ nhá. Thì khi nó là danh từ hơi thở á thì ở đây á nó sẽ là âm e, nhớ chưa? Đọc là breath là hơi thở. Thế còn khi mà chúng ta biến đổi nó thành động từ, có nghĩa là khi mà chúng ta thêm chữ e vào đằng sau thì lúc đấy nó là động từ. Đây là danh từ, đây là động từ đúng không? Thì khi chúng ta biến đổi nó thành động từ thì lúc đấy cái nguyên âm nó cũng thay đổi luôn. Thì nó sẽ không phải là âm e nữa mà nó sẽ là âm y dài. Đấy, thì đây là breath, còn đây là breathe, ok? Đó, breathe, thở, hít thở á, breathe, ok? Đấy, cô đọc lại này, breath và breathe. Cái trên này là hơi thở, cái còn cái dưới là thở. Đấy, một cái là danh từ, một cái là động từ. Nhớ chưa? Như vậy danh từ là âm e và động từ thì sẽ là âm y dài, ok? Đó, thì cái này chúng ta sẽ đọc là breath. Thế còn cái này sẽ đọc là gì? Ready. Từ này cô nghĩ là sẽ ít người đọc sai bởi vì là từ này quá là quen thuộc rồi. Đó, như vậy đáp án của chúng ta là A, đúng không? Nào, tiếp tục với câu thứ 9 nào. Câu thứ 9 cô nghĩ là cũng sẽ có nhiều người phát âm sai đấy. Câu thứ 9 này thì cái trường hợp của nó rất giống với cả trường hợp 1, trường hợp 2, trường hợp 3. Đấy, cô đã nói trước rồi nhá, nó rất giống trường hợp 1, 2, 3. Tức là chúng ta rất hay đọc nhầm cái âm E bẹt thành âm E. Thì bây giờ chúng ta thử điều chỉnh lại xem nào. Liệu có đem lại một cái kết quả đúng hơn không? Nào, câu thứ 9, có những bạn comment là 9D, có những bạn nói là 9B. Đấy, cô bảo rồi, cái câu này là cũng khó mà vì chúng ta rất hay đọc sai. Chúng ta đọc sai rất nhiều. Chúng ta comment cho cô xem đáp án sẽ là gì. Ok, tóm lại là câu này là một câu mà mỗi bạn đọc một kiểu đúng không? Có nghĩa là cái phần phát âm của chúng ta nó hay bị sai. Thế thì bây giờ cô sẽ phát âm cho chúng ta nhé, để chúng ta xem đáp án nó sẽ là gì. Câu 9A chúng ta đọc là any. Any tức là âm gì đấy? Âm e. Thế là any. E. Any. Thế còn 9B chúng ta đọc là gì? Không phải là traffic. Cô thề luôn là cái từ này cô cho các bạn lớp offline của cô đọc thì đến 90 mấy phần trăm là đọc sai. Đó, gần như đọc sai hết luôn ấy. Là các bạn đọc là traffic. Tức là đọc thành âm e đúng không? Nhưng mà nó không phải là traffic đâu, mà là traffic. Now, traffic nó là âm e bẹt nhớ chưa? Traffic. Traffic. Đó, không phải là âm e nhá, là traffic. Tiếp theo chúng ta có từ này, không phải là at. Không phải là kiểu add friendly đúng không? Add friendly hoặc là thậm chí có những bạn là ép. Cô nghe thấy những bạn là có là ép, không phải là ép, không phải là ép như thế mà là add. Add, tức là nó là âm e bẹt, không phải là âm e như thế. Không phải là add mà là add. Add. Nó là âm e bẹt. Đấy, đọc là add, nhớ chưa? Thế còn cái này cũng thế, black, nó là âm e bẹt nữa. Đấy, như vậy câu này đáp án của chúng ta nó là gì? Là 9A đúng không? 9A. Ok, rồi, tiếp theo chúng ta có câu thứ 10. Câu thứ 10 này là cũng là một cái trường hợp mà
Biết đâu đi thi nó lại cho vào đúng không? Biết đâu đi thi lại cho vào. Thì đây là phân biệt giữa âm đơn và âm đôi. Một cái nguyên âm đơn và một nguyên âm đôi. Thì chúng ta comment cho cô xem đáp án của nó sẽ là gì? Là traffic, không phải là traffic, hiểu chưa? Nào câu 10 chúng ta comment cho cô xem đáp án là cái gì? Nguyễn Minh Khoa là 10B. Rồi, Nguyễn Xuân Tân là 10B. Rồi, Trần Hùng Minh 10B. Ok, như vậy là câu 10 này có vẻ như là một câu dễ và ít bạn đọc sai câu này, đúng không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không biết là âm nào với âm nào, đúng không nào? Đôi khi là chúng ta chỉ đọc lên thôi, chúng ta không có khái niệm đấy là âm gì. Thế thì câu 10A chúng ta sẽ đọc là gì? Teacher. Teacher, theo các bạn cái EA đấy là âm gì vậy? Nó là âm Y dài nhá. Nghe này là teacher. Đấy, teacher, đúng không? Đấy là âm Y dài. Đấy là âm Y dài. Tiếp theo cái phương án B này, chúng ta đọc là clear, clear. Nhiều bạn sẽ nghĩ đấy là âm Y, đúng không? Sẽ nghĩ là âm Y dài hoặc là Y gì đó. Thì các bạn, có bạn sẽ không biết là cái B này đọc khác với cả những phương án còn lại đâu. Nhưng mà nó là âm gì? Clear, thực ra nếu mà chuẩn lại là ear, nó là âm ear, clear, clear. Nên chúng ta đọc như kiểu là ear, 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 ear ấy. Tức là nó là âm nguyên âm đôi nhá. Đây là trường hợp của nguyên âm đôi, ear. Đó, đọc là ear, clear, nhớ chưa? Clear, clear, clear. Đấy, không đọc clear mà là clear, clear. Tức là chúng ta đọc rõ cái âm y, sau đó là cái âm ở đằng sau, clear. Tiếp theo chúng ta có từ này là reason, đúng không? Reason thì nó là âm y dài. Và cuối cùng chúng ta có từ này là neat, đúng không? Ngăn nắp gọn gàng, nó là âm y dài. Đó, như vậy đáp án của câu này là phương án gì? A, đúng không? Như vậy bốn phương án A, 7, 8, 9, 10 đều là phương án A hết. Ok? Đấy thì cô hy vọng rằng qua cái phần phát âm này thì nhiều bạn sẽ gọi là có một cái khái niệm nào đó về, thứ nhất là về các ký hiệu phiên âm. Đây là các ký hiệu phiên âm, đúng không? Và thứ hai là các bạn sẽ biết, quan trọng nhất là các bạn sẽ biết là à, như vậy trước nay mình đọc sai cái từ này. Đấy, hóa ra là nó không phải đọc như thế này mà nó phải đọc như thế kia cơ, đúng không? Đặc biệt là âm gì? E bẹt, đúng không? Chúng ta hay đọc nhầm nó thành âm E. Đấy, hoặc là chúng ta hay đọc âm âm dài thành âm ngắn. Ví dụ những cái trường hợp như thế này, đúng không? Heat, đấy, hoặc là seat, hoặc là những cái trường hợp như kiểu reason, rồi là gì? Need, hoặc là teacher. Đấy, chúng ta đọc dài thì chúng ta lại thường đọc ngắn, đúng không? Teacher, teacher, đọc như thế là không đúng, đúng không? Đấy, teacher này, hoặc là need này, đọc như thế là không đúng, phải là need, nhá, phải là teacher. Đấy, đọc như vậy nó mới đúng. Ok, như vậy là xong phần phát âm nhá, xong phần phát âm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang 10 câu về phần ngữ pháp. Ngữ pháp thì hôm nay chúng ta sẽ học về thì và cô đã chọn ra những cái câu mà những cái loại những cái sự kết hợp về thì mà có thể là trong đi thi người ta hay ra. Về ngữ pháp thì mỗi một hôm chúng ta sẽ học một cái chủ điểm khác nhau. Hoặc là có những hôm thì sẽ là trộn lẫn. Nguyên tắc để chúng ta làm những cái bài về thì này thì chúng ta sẽ phải thông thường đi thi ấy, thì người ta sẽ cho sẵn một vế đúng không? Người ta sẽ cho sẵn một mệnh đề và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải tìm cái động tìm một cái thì thích hợp cho một cái mệnh đề còn lại. Đấy, đi thi thì thường là như vậy, chúng ta không phải chia động từ là phúc đức ba đời rồi đúng không? Bây giờ mà cho một cái câu mà bảo là thôi chia động từ đi, lúc này là chết rồi. Bây giờ may mà người ta cho luôn bốn phương án nên bây giờ chọn chọn thì may ra có thể vẫn đúng được đúng không nào? Chứ bây giờ mà người ta cho bài chia động từ đi. Đấy, xong rồi tự chia đi. Lúc đấy chết, lúc đấy chết luôn đấy.
Ok, nào bây giờ những cái câu về thì này á, thì cô nghĩ là nó là thế mạnh của rất nhiều bạn đúng không? Ngữ âm á, cô nói thật là phải cái phần ngữ âm này nhiều bạn rất giỏi về từ vựng, rất giỏi về ngữ pháp nhưng ngữ âm vẫn có thể đọc sai bình thường. Nhưng mà riêng về phần ngữ pháp này thì cô nghĩ là nó là thế mạnh của rất nhiều bạn. Đấy, nó là thế mạnh của rất nhiều bạn luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta xem câu thứ 11 nào. Đáp án của chúng ta sẽ là gì? Khi mà chúng ta làm về thì nhá, thì chúng ta sẽ phải để ý đến những cái điều sau. Bước 1 này, phải luôn luôn quan sát. Luôn luôn quan sát nhá. Chúng ta phải quan sát, đúng không? Quan sát như thế nào, đúng không? Chúng ta quan sát, ai chẳng biết là phải quan sát, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải quan sát những cái gì? Bây giờ chúng ta phải nhớ là quan sát các động từ người ta đã cho. Quan sát các động từ trong câu. Nhớ chưa? Bước 1 là quan sát các động từ trong câu để xem người ta đã cho cái động từ nó chỉ ở thì gì, nó chỉ ở hiện tại, quá khứ hay tương lai, đúng không? À, ví dụ như là trong cái câu này chúng ta quan sát đi, nó có cái gì đấy? Nó có cái động từ left, đúng không? Nó có động từ left và nó có một cái từ là từ ago nữa, thì nó là cái từ mà chỉ thời gian ở trong quá khứ. Đấy thì bước 2, đúng không? Quan sát động từ rồi thì chúng ta phải quan sát những cái dấu hiệu nhận biết, tức là những cái từ chỉ thời gian, đúng không? Bước 2 là quan sát các từ chỉ thời gian, các trạng từ hoặc là các cụm từ chỉ thời gian. Quan sát các trạng từ hoặc là các cụm từ chỉ thời gian. Cái này ở trên lớp của cô là cô gọi là quán triệt rất là chặt luôn, là cần phải quan sát cái gì, làm như thế nào, quan sát các trạng từ hoặc là các cụm từ chỉ thời gian. Đó, phải quan sát hết những cái này đi, đúng không? Trạng từ, cụm chỉ thời gian và có thể là các liên từ nữa, đúng không? Quan sát các liên từ nữa. Các liên từ người ta đã cho. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy là gì? Các động từ, bước 1 chúng ta đã làm tốt rồi, đúng không? Chúng ta có động từ left và chúng ta có ago, như vậy chúng ta đã xong. Cái này nó là chia trong quá khứ đơn. Như vậy rõ ràng cái mệnh đề đằng sau này, đúng không? Nó phải có liên quan đến thì quá khứ. Chúng ta nhớ một nguyên tắc cho cô là quá khứ đi về quá khứ. Đấy là nguyên tắc về sự hòa hợp về thì, nhớ chưa? Nếu như đã cho quá khứ rồi thì thường là mệnh đề bên kia hoặc là một cái câu còn lại nó thường nó cũng sẽ ở thì quá khứ. Thế thì cái câu này á, đấy, theo cái nguyên tắc chúng ta cứ tạm thời theo cái nguyên tắc của cô đi, đúng không? Là quá khứ đi về quá khứ thì chúng ta sẽ loại đi được cái gì? Chúng ta loại đi được là phương án B, has been waiting, nó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì cái gì liên quan đến hiện tại là chúng ta phải loại nó đi. Đấy, hoặc là cái này, đúng không? Will be waiting, thì tương lai tiếp diễn. Tương lai thì không có liên quan đến quá khứ nữa rồi. Đấy, chúng ta loại luôn hai cái phương án này đi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta còn lại cái phương án là gì? A và phương án D, đúng không? Một cái là quá khứ tiếp diễn và hai là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thế thì chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? Chúng ta căn cứ vào nghĩa của câu. Bây giờ chúng ta lại phải căn cứ vào nghĩa của câu nhé. Là Peter left half an hour ago, là Peter đã rời đi một một tiếng trước rồi, à một gọi là một 30 phút trước rồi, đúng không? Một nửa tiếng trước rồi. Thì tại sao anh ta lại rời đi? Bởi vì trước đó là anh ta đã đợi bạn quá lâu rồi, đúng không nào? Đó thì ở đây á, xét về cái nghĩa của cái câu này chúng ta thấy là gì? Ở đây là một cái mốc ở trong quá khứ này, là hành động rời đi. À, hành động rời đi là hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi, được chưa? Thì trước đó đấy là Peter đã có một cái quãng thời gian rất là dài để đợi cái bạn này rồi. Thì cái hành động là gì? Hành động xảy ra trước đó. Đấy, hành động xảy ra trước đó mà lại xảy ra trong một cái thời gian rất là dài. Nhìn chúng ta lại có một for a long time. For a long time nó cũng thể hiện một cái quãng thời gian dài, đúng không? Nên đây là dữ liệu thứ ba để chúng ta đưa ra được cái kết luận là gì? Là chúng ta phải chọn thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn là diễn tả một hành động đã xảy ra gì? Đã xảy ra một kéo dài, đã xảy ra và kéo dài cho đến một cái thời điểm trong quá khứ. Nhớ cho cô nhắc lại này, quá khứ hoàn thành tiếp diễn là diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài đến một thời điểm trong quá khứ. Kéo dài, đây này, for a long time, nhớ chưa? Tức là nó nhấn mạnh một cái tính tính kéo dài của hành động đấy, đến một cái thời điểm ở trong quá khứ. Đấy, như vậy chúng ta thấy là từ cái thời điểm này đổ về trước, đúng không? Đổ về trước thì đó sẽ là thì quá khứ hoàn thành hoặc là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đúng không? Nhớ chưa? Nếu mà nhìn vào đây chúng ta có thể hình dung ra được cái quãng thời gian rồi, đúng không? Cái này nó phải xảy ra trước, cái này là đương nhiên rồi. Như vậy đấy sẽ là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhá. Ok, chúng ta tiếp tục với câu thứ 12. Ở đây là cô giảng kỹ kỹ một chút nhá, thì chúng ta
Có thể hiểu được kỹ hơn. Ok, vì cái này thực ra thì xem cái này là rất nhiều trình độ khác nhau xem. Vì cho nên là có những bạn thì không được tốt cho lắm và có những bạn thì khá rồi, thì các bạn khá rồi thì các bạn đợi một chút nhá. Bởi vì cái này là ôn mà, ôn thì phải ôn lại từ đầu, mà đã ôn lại từ đầu rồi thì phải ôn kỹ đúng không? Tiếp theo chúng ta có câu 12. Câu thứ 12. Cô xóa cái này đi nhá. Thứ nhất là động từ, trạng từ, hoặc liên từ nhá chưa? Để dành chỗ để viết. Đấy, ba cái này và rất là quan trọng, những động từ, trạng từ, cụm từ, liên từ đúng không? Cô thì luôn luôn bảo các bạn ở trên lớp của cô, các bạn lớp offline ở Hà Nội ấy, là các bạn phải khoanh vào tất cả những cái dấu hiệu nhận biết mà cô đã nói. Ở đây thì có hết đúng không? Có gì đây? Có động từ khoanh rồi này, có từ chỉ thời gian đây, rồi là khoảng thời gian đây đúng không? Khoanh hết. Tiếp câu 12, chúng ta quan sát đi có những cái gì. Nó có từ while đúng không? Liên từ. Liên từ này là một cái liên từ rất là quan trọng để chúng ta nhận biết được nó là cái gì đúng không? While có nghĩa là trong khi, thì nó thường diễn tả một cái hành động nó đang diễn ra vào một cái thời điểm nào đó. Tiếp theo, vế đằng sau. Đấy, vế này người ta cho sẵn là gì? Was doing là thì quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Như vậy là gì? Trong khi cái bạn John này, bạn ấy đang làm việc nhà, đúng không? The housework. Thì điện thoại nó sao? Bỗng nhiên, đúng không? Nó kêu lên. Đó. Thế thì ở đây chúng ta hình dung ra được là gì? Là bạn này bạn ấy đang trong quá trình làm cái gì đó đúng không, thì tự nhiên có một hành động cắt ngang, được chưa? Hành động cắt ngang, thì cái hành động cắt ngang này chúng ta sẽ phải chia nó ở thì quá khứ đơn, thế còn hành động đang diễn ra thì chúng ta đương nhiên là chúng ta chia nó ở thì quá khứ tiếp diễn. Đấy, như vậy cái này là was doing, thế còn cái này là rang, the phone rang đúng không, while John was doing the housework. À, khi mà bạn này bạn đang làm việc nhà thì điện thoại rung lên. Như vậy chúng ta thấy là cái có một hành động nó đang diễn ra ở một thời điểm trong quá khứ thì có một hành động cắt ngang. Thì hành động cắt ngang này nó sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Cái này thì cô thấy là gần như bạn nào cũng biết. Cái kiến thức này gần như bạn nào cũng biết luôn. Và nó cũng là một trong những cái xu thế ra đề trong những năm gần đây. Đấy, đặc biệt là năm vừa rồi đúng không? Năm 2019 của chúng ta là đề thi nó có cái câu như này luôn, đúng không? Nó có sử dụng, nó có một cái câu hỏi liên quan đến quá khứ tiếp diễn rồi là hành động cắt ngang. Đấy, y hệt như thế luôn nhá. Rồi như vậy câu 12 xong, chúng ta tiếp tục với câu thứ 13. Ok, cao quá. Rồi, câu thứ 13 của chúng ta nào, chúng ta lại nhìn đi xem nó có những cái dấu hiệu nhận biết gì rồi nhá. Chúng ta có after đúng không nào? Đó, nhìn nhìn các liên từ đi, đúng không? Liên từ này, động từ này, các từ chỉ thời gian này là phải luôn luôn nhìn và quan sát thật là kỹ ở trong câu, chứ không phải là cứ nhìn một câu xong rồi cố gắng dịch nó ra để xem nó có nghĩa là gì. Trong khi đấy cái đầu tiên chúng ta phải quan sát, mà chúng ta phải biết là chúng ta quan sát những cái gì. Động từ nó cho sẵn là động từ chia ở thì nào. Đấy, sau đó thì là các liên từ chỉ thời gian, rồi sau đó là các trạng từ chỉ thời gian hoặc các cụm từ chỉ thời gian, nhớ chưa? Cái này là cô dạy cho kỹ năng làm bài đấy, không chỉ dạy kiến thức cho chúng ta đâu mà còn dạy kỹ năng làm bài. Chú nhớ comment thật nhiều vào nha. Hôm sau sẽ có phần quà. Hôm nay thì cô vội quá, cô chỉ chuẩn bị được quà, nhưng mà hôm sau là sẽ có quà đảm bảo luôn. Ok, nào câu thứ 13. Như vậy là bước thứ nhất, quan sát, quan sát, quan sát. After là một cái liên từ chỉ thời gian. After là sau, đúng không? Tiếp theo chúng ta quan sát xem nó cho động từ gì trong câu rồi. Nó cho động từ gì? Looked. Đúng không? Looked là động từ mà có ed thì đấy là động từ mà chia ở quá khứ đơn, đúng không? I looked for my bag. Đúng không? Nhớ không phải là bag, nhớ chưa? Bag. Tôi tìm kiếm cái túi của tôi. Thế thì ở đây chúng ta lại thấy after mà lại có quá khứ đơn. Thế thì ngay lập tức chúng ta phải nghĩ ra là à, như vậy là hành động quá khứ thì sau đó là hành động xảy ra trước, xảy ra sau gì đó thì nó phải là quá khứ hoàn thành. Được chưa? Bởi vì quá khứ hoàn thành nó có một cái đặc điểm rất nổi bật là nó diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ. Đấy, quá khứ hoàn thành nhá. Nó diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác ở trong quá khứ. Thì ở đây chúng ta có cái dòng thời gian đây và chúng ta có hai hành động đây, đúng không? Thứ nhất là hành động gì? Sau khi mà tôi đã ăn trưa,
đúng không? Thì hành động ăn trưa là xảy ra trước, rồi sau đó thì mới đi tìm kiếm cái túi, đúng không nào? Thì cái hành động tìm kiếm là nó xảy ra sau. Đấy, thì hành động xảy ra trước chính là hành động ăn trưa. Thì cái hành động xảy ra trước này chúng ta sẽ phải chia nó ở thì quá khứ hoàn thành. Được chưa? Bạn nào mà cảm thấy khó tưởng tượng ấy, thì chúng ta cứ vẽ cái sơ đồ ra như cô này này. Ngay lập tức chúng ta sẽ thấy nó rất là dễ hiểu, dễ nhìn, đúng không? Cô vẽ ra là chúng ta nhìn thấy được luôn, chúng ta tưởng tượng được luôn cái dòng thời gian, đúng không nào? Có hai cái hành động, đúng không? Đây là hành động looked, là hành động tìm kiếm. Đấy, hay là hành động looked for, là hành động tìm kiếm. Và cái hành động mà sau khi mà ăn trưa xong, đúng không? Thì hành động sau khi ăn trưa xong thì đương nhiên cái hành động ăn trưa phải xảy ra trước, rồi sau đó thì mới tìm kiếm. Thì hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ thì chúng ta sẽ chia nó ở thì gì? Quá khứ hoàn thành. Như vậy chúng ta sẽ phải chọn phương án là gì đây? Là B, đúng không? Đó. Hoặc là theo cái nguyên tắc là gì? Ở bên này là thì quá khứ, thì quá khứ phải đi với quá khứ, đúng chưa? Đấy là gọi là nguyên tắc về sự hòa hợp về thì đó. Thì chúng ta loại những cái phương án này đi thì còn lại hai cái thì quá khứ thôi. Thì một là quá khứ đơn, hai là quá khứ hoàn thành. Thì đây người ta nhấn mạnh cái hành động là sau trước, đúng không? Trước và sau. Thì chúng ta sẽ chọn cho cô quá khứ hoàn thành nhé. Đấy, rất là nhanh đúng không? Hôm sau live là thứ 6 nhá. Thứ 6 tuần sau thì sẽ có game và sẽ có tặng sách. Mỗi một buổi thì sẽ có một một quà tặng. Lịch live là thứ 6 hàng tuần nha, lúc 8 rưỡi, nhớ chưa? Các bạn nhớ đón xem nhá. Năm nay phải nói là năm đầu tiên cô quyết tâm phải live thứ 6 hàng tuần luôn đấy. Mọi năm như năm 2K2, 2K1 là cũng chưa được như vậy đâu ha. Ok, như vậy xong nhá. Chúng ta thấy không? Nhìn rất là dễ hiểu đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 14. Câu 14 là there was a knock on the door while we cái gì đó, the game show on TV. Bước 1, quan sát. Có những cái gì cả em? Có while, trong khi, đúng không? À, trong khi nó là dấu hiệu nhận biết của thì gì. Cái này khi mà chúng ta học lý thuyết đó, là chúng ta sẽ phải nhớ đến rồi, đúng không? Bạn nào học lý thuyết chắc thì các bạn sẽ biết là while là cái gì, đúng không? À, trong khi thì rõ ràng nó hay diễn tả những cái điều tiếp diễn. Thế còn bên này nó là quá khứ đơn, nó là was. Đấy, như vậy quá khứ, đi với quá khứ, đúng không? Thế thì trong khi chúng tôi đang xem cái chương trình truyền hình, một cái game show ở trên TV thì có một cái tiếng gõ cửa. Như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy là lại liên quan đến trường hợp là gì? Đang làm gì thì tự nhiên có hành động cắt ngang, đúng không? Thì cái hành động đang làm ở đây cụ thể là đang xem cái chương trình truyền hình đấy. Chúng ta sẽ chia nó ở thì quá khứ tiếp diễn. Như vậy câu này chúng ta sẽ chọn cho cô phương án gì? A. Đó. Xong, nhớ chưa? Tiếp theo câu thứ 15 nào. I'm reading this novel. Tôi đang đọc cái quyển sách này. Đang đọc ở hiện tại tiếp diễn đấy đúng không? Tiếp theo, by the time you come back home from work, I get it or eat. Thì với cái câu này á, dấu hiệu biết có không? Có. Chúng ta có gì? Có by the time. Và by the time thì nó mới chỉ là một cái liên từ thôi nhá. Nó mới chỉ là một cái liên từ thôi. Ngoài ra chúng ta còn phải để ý đến cái động từ nó cho ở trong câu. Đấy thì một cái công thức tổng quát trong cái trường hợp này là gì? Cái này mà nhìn chỉ cần biết được cái công thức này thôi thì đi thi là nhắm mắt là chọn được đáp án luôn. By the time cộng chủ ngữ cộng với cả verb chia ở hiện tại đơn. Nhớ công thức tổng quát này, by the time cộng chủ ngữ cộng verb chia ở hiện tại đơn thì vế. Đây là mệnh đề phụ, còn mệnh đề chính của chúng ta ấy là chủ ngữ này sẽ cộng với cả verb chia ở tương lai hoàn thành. Will cộng have cộng với cả phân từ 2. Đấy, công thức tổng quát nhé. Chúng ta nhìn thấy công thức tổng quát nhé, nhìn thấy by the time, sau đó phải xem động từ chia ở quá khứ đơn hay là hiện tại đơn. Thì nếu mà là chia ở hiện tại đơn thì cái vế đằng sau này, tức là mệnh đề chính, thì nó sẽ chia ở thì tương lai hoàn thành, hiểu chưa? Thì câu này nhìn vào cái công thức như thế này chúng ta chọn ngay được đáp án sẽ là phương án gì? Phương án C, được chưa nào? Thì tương lai hoàn thành, tức là cho đến khi bạn quay trở lại, cho đến khi bạn đi làm về thì mình sẽ đã đọc xong nó rồi, đúng không? Ở đây ý nói là bạn ấy đang đọc cái quyển tiểu thuyết thì bảo là cho đến khi bạn đi làm về thì mình sẽ đã đọc xong rồi, đúng không? Thì tương lai hoàn thành, tôi nhớ để ý là cô dịch là sẽ đã, đúng không? Thì có nghĩa là hành động này nó sẽ hoàn tất trước một cái thời điểm trong tương lai. Nhớ chưa nào? Cô nhắc lại này. Sẽ đã có nghĩa là gì? Nó sẽ hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai. Nhớ chưa? Đó.
Dễ không? Rất là dễ nha. Đi thi cứ kiểu đi thi nó hay cho kiểu như này thôi, cho nên là cô thấy là nếu mà xét về đi thi, xét về ngữ pháp đi thi tốt nghiệp á, trong đề thi tốt nghiệp á thì nó không khó đâu. Nó cho những cái đơn giản. Khó là phần từ vựng đúng không? Ok, xong. Như vậy câu 15. Chúc mừng các bạn, cô thấy gần như là các bạn đã comment đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang câu thứ 16 cho đến 20. 16 cho đến 20. Ok. Cứ theo nguyên tắc nhá. Phải theo nguyên tắc, quan sát trước, xem trong câu nó có những cái gì, sau đó thì chúng ta sẽ chọn đáp án. Cô thấy hôm nay chúng ta comment cũng khá là nhiều đấy, hay 2,5 nghìn comment rồi đấy. Nó bị lệch lệch ấy rồi em. À đây, quay về rồi đúng không? Nói chung đi thi khổ nhất là từ vựng và đọc hiểu. Và có thể là phần phát âm nữa, nếu như bạn nào yếu phát âm. Thế còn ngữ pháp thì theo cô thì nó không phải là một cái gì nó quá khó. Thậm chí ngữ pháp đi thi chúng ta có thể học tủ. Nhưng mà từ vựng thì có học tủ được không? Như ngữ pháp vừa rồi á, năm vừa rồi đi thi là cô dự đoán ngữ pháp là gần như là trúng luôn đấy. Tức là nó rất là sát với cả đề minh họa luôn. Thì đi thi chúng ta có ôn mấy cái dạng đấy là ok. Đấy, ngữ pháp thì nó là như thế đấy. Nếu còn từ vựng nó mới là khó, đúng không? Học tiếng Anh thì phần lớn là chúng ta sẽ phải dành thời gian học từ vựng. Chính vì vậy cho nên trong cái Facebook của cô thì cô hay có một câu nói là ngày nào mà mở mắt ra mà học tiếng Anh ý, mà không học được cái từ mới nào á thì coi như cái ngày đấy là ngày fail, fail thực sự luôn đấy. Mình cảm thấy mình fail, mình chả làm được cái gì hết cả. Thế cho nên là từ vựng phải học hàng ngày nhá. Mà học tiếng Anh nó là như vậy. Chúng ta phải xác định học tiếng Anh thì phải học từ vựng. Ok, xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ 16 đến câu 20 nhá. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? 9 rưỡi. Cố gắng lên. 8 rưỡi, 9 rưỡi, gần 1 tiếng rồi đấy. Cứ bảo là có 30 câu thôi nhưng mà cũng chắc chắn là sẽ mất hơn 1 tiếng. Nào chúng ta tiếp tục với câu 16. Câu 16 thì nó nằm ở trong cái thì gì đúng không? Đấy. Câu chúng ta comment xem câu 16 đáp án sẽ là gì đây. Có những bạn là C, có những bạn là D. Ngô Hoài Thu là C. Có những bạn là D. Ừ. Cô chưa thấy bạn nào comment đúng đáp án cả. Chưa thấy bạn nào comment đúng cả. Bạn nào giỏi ngữ pháp ở đây comment thử xem nào. Việt Anh Sport. Không đúng, Nu chạy ra đường. 16C. Vâng, xin mời bạn Đăng Tuấn chạy ra đường. Các bạn nhớ là lấy cái file PDF của cái đề này nhá, của cái livestream số 1 này ở trong Facebook cá nhân của cô nhá. Về Facebook cá nhân của cô để tải, xong rồi nó về làm lại. Làm lại. Ok, chỗ nhanh nhá, 16. Thì nói chung câu này thì cô thấy các bạn comment thì thấy có vẻ sai nhiều đấy. Sai nhiều đấy, bởi vì nó là cái kiến thức mà thực ra cái câu này nó hình như nằm trong một cái đề thi thật nào đó. Đấy thì you recognize Jenny when you see her. Chấm she cái gì đó, a red hat. Câu này thì nó có những cái dữ liệu gì rồi, đúng không? Nó có mệnh đề when. Nó có when này, lên từ when này. Rồi nó có các động từ như là động từ see này, chia ở hiện tại đơn này. Rồi nó có will này, đúng không? Nó có you will recognize, tức là ý nói là will, tức là thì tương lai, đúng không? Thì tương lai đơn. Đấy là những cái dữ liệu mà nó đã cho. Những cái dữ liệu mà câu này nó đã cho. Thế thì ở đây á, chúng ta đọc cái vế trước. Phải từ vế trước rồi sau đó chúng ta mới suy ra được cái vế đằng sau. Thì từ vế đằng trước này chúng ta nhìn cái dữ liệu như vậy thì chúng ta, nếu như bạn nào mà chắc, rất chắc về ngữ pháp thì chúng ta sẽ thấy được là đây là mệnh đề when, tức là mệnh đề chỉ thời gian. Mệnh đề chỉ thời gian mà một vế người ta cho thì tương lai đúng không? Vế cho hiện tại đơn thì rõ ràng là ám chỉ một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Là khi nào mà bạn nhìn thấy cô ấy thì bạn sẽ nhận ra cô ấy. Thì rõ ràng thì bây giờ bạn đã nhìn thấy chưa?
ở thời điểm hiện tại là bạn chưa nhìn thấy, đúng không? Thì trong tương lai, khi mà bạn nhìn thấy thì bạn sẽ nhận ra cô ấy. Thì bởi vì tại sao bạn nhận ra cô ấy? Bởi vì khi đó, khi mà bạn nhìn thấy cô ấy á, thì lúc đấy là cô ấy sẽ đang đội một cái mũ màu đỏ. Như vậy cái hành động mà đội cái mũ màu đỏ này nó phải xảy ra ở trong tương lai, ở trong một cái thời điểm nào đó trong tương lai, hiểu chưa? Nó diễn tả một cái trạng thái đang diễn ra ở trong tương lai. Chúng ta hiểu chưa? Đấy, cô đã phân tích cái dòng thời gian và phân tích cái sự việc thì hy vọng là chúng ta sẽ hiểu được nó nhá. Đấy thì rõ ràng là trong tương lai khi mà bạn nhìn thấy cô ấy thì cái vào thời điểm mà bạn nhìn thấy cô ấy thì bạn sẽ nhận ra cô ấy luôn. Đúng không? Thì tại sao bạn nhận ra cô ấy? Tại sao bạn sẽ nhận ra cô ấy? Bởi vì lúc đó trong tương lai thì cô ấy sẽ đang đội một cái mũ bảo hiểm. À sorry nhầm. Một cái mũ đỏ, đúng không nào? Đấy thì ở đây cái một cái hành động ở trong tương lai thì đúng không? Một cái hành động đây là now này đúng không? Thì trở ở đây sẽ là tương lai. Thì vào một cái thời điểm ở trong tương lai đúng không? Khi mà bạn nhìn thấy cô ấy. Khi bạn nhìn thấy cô ấy thì lúc đấy cô ấy sẽ đang đó, nhìn thấy đây. Nhìn thấy thì lúc nãy cô ấy sẽ đang đội một cái mũ bảo hiểm. À sorry, cứ mũ bảo hiểm nhỉ. Một cái mũ đỏ, đúng không? Đấy thì cái hành động sẽ đang ấy, đây này, see ở trên này. Thì lúc đấy là sẽ đang rất là tiếp diễn đúng không? Thì chúng ta sẽ chia cái thì tương lai tiếp diễn nhá. Will be wearing. Nhớ là cái từ wearing ở đây thì nó diễn tả một cái trạng thái thôi. Trạng thái là sẽ đang đội một cái mũ bảo hiểm ở trong tương lai. Được chưa? Đấy, sẽ đang đây, sẽ đang, tự nhiên bạn nhìn thấy. Thì cái này nó như kiểu là nó diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra, hành động cắt ngang đấy. Nó giống như cái thì quá khứ tiếp diễn ấy. Ok, đấy, hy vọng là chúng ta có thể hiểu được cách diễn giải của cô. Như vậy câu này đáp án của chúng ta là B, will be wearing. Tiếp theo câu thứ 17. Câu này thì nhìn vào câu trên, câu này nó rất là giống câu trên. Đấy, ở đây thì như là nhìn này, when thì nó cũng giống như là as soon as, nó cũng là những cái liên từ chỉ thời gian. Bên này nó là will take, will cộng verb thì đố các bạn biết về bên này nó sẽ là thì gì. Rất là dễ đúng không? Rất là dễ luôn. Comment đi, comment đáp án đi. Xem nó là gì. Đúng rồi, không hiểu tại sao cô nói mũ bảo hiểm. Nào comment đi nào nhớ, cô đã nói rõ rồi nhớ. Đây as soon as thì nó cũng giống như when ý, nó đều là những cái liên từ chỉ thời gian, nhớ chưa? Thì đây là mệnh đề thời gian. Thì trong mệnh đề thời gian đúng không, thì chúng ta chia thì gì? Bên này nó là thì tương lai, là will cộng verb đây, will cộng take, will cộng recognize. Thì bên này cái mệnh đề thời gian nó sẽ chia thì gì? Nhìn thấy thế là chúng ta phải biết nó là chia thì gì đúng không? Hiện tại, nhưng phải hiện tại gì mới được á, đúng không? Trong trường hợp này là hiện tại gì đây? 17, vẫn thấy có những bạn chọn B, có những bạn chọn D. Ai mà chọn D là sai nhá. Nó phải là hiện tại done, nhớ chưa? Hiện tại done. Đây này, he phải là finishes dinner. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta chú ý này, mệnh đề thời gian ám chỉ một hành động trong tương lai, nhưng mà cái mệnh đề thời gian đó lại không được phép chia thì tương lai, mà chỉ được phép chia thì hiện tại done thôi, hoặc là hiện tại hoàn thành, hoặc là hiện tại tiếp diễn. Thì ở đây nó chỉ có một cái thì gọi là thì hiện tại đơn thôi, nhưng mà chọn hiện tại đơn đúng không? Đấy chứ. Có nghĩa là ngay khi, đúng không? As soon as có nghĩa là ngay khi anh ấy ăn xong bữa tối thì anh ấy sẽ gì đây, dắt chó để đi dạo đúng không? Nghe có vẻ rất là thanh cảnh. Đấy, tóm lại nhá, đây là mệnh đề thời gian, nhớ chưa? Mệnh đề thời gian. Làm thế nào để biết đó là mệnh đề thời gian? Bởi vì nó bắt đầu bằng những liên từ chỉ thời gian, liên từ when, liên từ as soon as, đấy là các liên từ chỉ thời gian. Thì mệnh đề thời gian khi mà ám chỉ tương lai ấy, đúng không, ám chỉ một hành động sẽ xảy ra trong tương lai thì chỉ được phép chia thì hiện tại, không được phép chia thì tương lai, nhớ chưa? Không bao giờ được phép chia thì tương lai, không bao giờ, chỉ được phép chia thì hiện tại thôi. Nhớ nhớ cái này nhá. Đấy, thì ở đây he đúng không? He ở đây nó là chủ ngữ số ít. Thì chúng ta sẽ phải thêm gì? As vào đằng sau là he finishes dinner. Ok. Tiếp theo câu thứ 18 đi nào. Bước thứ nhất, xác định. Quan sát câu, quan sát câu. Chúng ta sẽ nhìn thấy có gì? Cô nhìn thấy có tomorrow. Tomorrow là tương lai. Tiếp theo nhìn thấy có gì nữa? Có nhìn thấy after. After
là một liên từ và nó cũng là một liên từ chỉ thời gian. Như vậy, đây vẫn là một mệnh đề thời gian. After the test papers, cái gì đó, to the students in class tomorrow. Được chưa? Đấy, mệnh đề thời gian. Bởi vì nó bắt đầu bằng liên từ after. Và liên từ after cũng là một liên từ chỉ thời gian. Đúng không? Thế thì mệnh đề thời gian ám chỉ một hành động trong tương lai. Tomorrow, đây là tương lai rồi. Nhưng chúng ta không được phép sử dụng thì tương lai, mà chúng ta chỉ được phép sử dụng thì hiện tại thôi. Đúng không? Thì hiện tại. Đấy thì chúng ta loại tất cả những phương án chỉ tương lai đi. Loại phương án A, loại B. Cuối cùng chỉ còn lại phương án gì thôi? C và D, đúng không? Thì phương án C chúng ta nhìn thấy có are returning và are returned. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn câu chủ động hay là câu bị động các em nhỉ? Chúng ta chọn câu chủ động hay câu bị động đây? Đúng không? Là sau khi những cái bài kiểm tra đấy, được trả lại cho học sinh vào ngày mai, thì theo cái hàm ý của câu này, đúng không? Mấy cái test papers ở đây á, thì chúng ta thấy là phải được trả lại, tức là phải là câu bị động, đúng không? Thì phải là are returned. Đấy, như vậy đáp án của chúng ta phải là phương án D, are returned. Thế còn vế đằng sau này chúng ta sẽ chia thì tương lai, đúng không? The students will be given. Đó, will be given tức là những cái học sinh này thì sẽ được giao tiếp cái bài tập tiếp theo. Ok, đấy thì nhớ nhá, trong mệnh đề chỉ thời gian, được chưa? Mà ám chỉ tương lai, một hành động trong tương lai thì chúng ta chỉ được phép sử dụng thì gì thôi? Thì hiện tại, nhớ chưa? Hiện tại ở đây là có thể hiện tại done, hiện tại hoàn thành hoặc có thể sẽ là hiện tại tiếp diễn. Ok, nhưng mà không bao giờ được phép sử dụng thì tương lai. Đó, kể cả là thì tương lai done lẫn tương lai hoàn thành hay là tương lai gì đấy, không bao giờ được phép sử dụng, nhớ. Ok chưa? Nhớ cái điều này. Rồi tiếp theo câu thứ 19 nào. Sau đó thì phần từ vựng thì chúng ta sẽ học nhanh hơn, bởi vì là giảng về ngữ pháp thì nó mới lâu. Có cái điều này thì cô nói các em đừng có buồn, tức là người Việt Nam mình hay là những cái các bạn học sinh ấy, thì đừng, các bạn không có khái niệm gì về thì đâu, không hề có khái niệm gì về thì luôn á. Học rất nhiều về thì luôn, cũng không biết chia thế nào cả, vẫn không hình dung ra được cái dòng thời gian của nó như thế nào hết, hành động nào trong hiện tại, tương lai, quá khứ hay gì, các bạn không hề có những cái khái niệm như vậy. Thế cho nên là nói chung là thì là một vấn đề khó đấy, thì là khó chứ không phải là dễ. Lê Đình Khá này, nhiều cô mà em đỗ tốt nghiệp rồi ạ. Yêu cô nhiều lắm. Cảm ơn em nha. Ok, nào 19:20 nhanh nhá. Cố gắng mình 10 giờ là xong nhá. 10 giờ là xong. Câu thứ 19 là I'm sure the moment I'm sure he cái gì đó, you the moment he cái gì đó, any news about the case. Trong cái câu này nó có từ sure. Sure, tôi chắc chắn rằng cái điều gì đấy sẽ xảy ra trong tương lai, đúng không? Thì khi mà có từ sure thì nó cũng là một cái dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn. Được chưa? Ví dụ như là chúng ta có những từ think đưa ra quan điểm này, hoặc là khi mà chúng ta chắc chắn về một điều gì đó này, hoặc là khi mà chúng ta nghi ngờ điều gì đó này, hoặc khi chúng ta hứa hẹn một điều gì đó này. Rất nhiều những cái dấu hiệu biết thì trong đó có từ sure. Khi mà chúng ta nhìn thấy người ta dùng cái từ sure thì đấy là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai. Đúng không? Như vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án D. I'm sure he will call you the moment. The moment ở đây thực ra nó là một cái từ chỉ thời gian, nó là cụm từ chỉ thời gian ấy. Nó không hẳn là liên từ chỉ thời gian, nó chỉ là cụm từ thôi. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu đây là một cái mệnh đề chỉ thời gian. Đây là một cái mệnh đề chỉ thời gian. Thì đã là một cái mệnh đề chỉ thời gian rồi á, đúng không? Tôi chắc chắn là anh ấy sẽ gọi cho bạn vào cái thời khắc hoặc là vào cái thời điểm mà anh ấy nghe được bất kỳ tin tức gì về cái vụ kiện đó. Thì rõ ràng là bây giờ anh ta chưa nghe được, nhưng mà trong tương lai anh ta sẽ nghe được, đúng không? Mà khi nào anh ta nghe được thì anh ta sẽ gọi điện cho bạn. Đấy, thì ở đây nói về một cái hành động là có khả năng xảy ra trong tương lai, đúng không? Đây vẫn là một mệnh đề chỉ thời gian, ám chỉ một hành động xảy ra trong tương lai, nhưng mà chúng ta chỉ được phép sử dụng thì gì thôi, hiện tại đơn, đúng không? Thì vế đằng sau này người ta chia get là đúng rồi. Ok. Rồi tiếp theo câu thứ 20, câu rất dễ luôn, câu 20 rất dễ luôn. Câu 20 nào. It's an hour since he cái gì đó, so he must be at the office now.
It's an hour. Đã được một tiếng rồi kể từ khi anh ta rời đi, cho nên bây giờ ắt hẳn là anh ta phải ở trong văn phòng rồi. Ở đây chúng ta có từ must be đúng không? Must be ở đây là phỏng đoán ở hiện tại, có nghĩa là ắt hẳn là anh ta đang phải ở trong văn phòng rồi đấy. Đấy thì chia cái vế đầu tiên đi nào. Vế đầu tiên á, thì chúng ta chỉ cần nhớ được cái cấu trúc là it's này cộng với cả một khoảng thời gian này. Sau đó là cộng với since này, kể từ khi này, thì since á, là kể từ khi thì thường là kể một mốc ở trong quá khứ. Thì since này nó sẽ cộng với cả một cái chủ ngữ này, sau đó là động từ, thì động từ này nó sẽ chỉ ở quá khứ đơn. Đó, kể từ một mốc ở trong quá khứ, được chưa? Đấy, thì ý nói là kể từ một mốc ở trong quá khứ. Thế cho nên là chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ phải sử dụng quá khứ đơn rồi. Đấy, cho nên là câu này đáp án của chúng ta sẽ là gì đây? It's an hour since he left. Left, hiểu chưa? Quá khứ đơn. Đấy, cứ theo công thức này thôi. It's cộng khoảng thời gian cộng since. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng it's, it has been nữa. It's hoặc là it has been cộng với khoảng thời gian cộng với cả since cộng với mệnh đề chỉ ở quá khứ đơn. Đấy, cái này thì chúng ta chỉ cần nhớ công thức này thôi là chúng ta đã có thể làm được ok rồi, đúng không? Xong nhá, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với 10 câu về từ vựng. Từ vựng thì nhanh thôi, bởi vì là cô cho những cái câu từ vựng khá là dễ, mà giảng từ vựng thì nó nhanh hơn ngữ pháp. Ngữ pháp thì nó liên quan đến dòng thời gian, rồi liên quan đến tư duy về dòng thời gian. Ok, nào chúng ta comment thật nhanh cho cô xem câu thứ nhất, câu 21 của phần vocab thì chúng ta chọn phương án gì? Nhớ share về tường của mình và nhớ like vào cái live stream này nha các em nha. Cô dạy vào thứ 6 hàng tuần nhá. Chỉ trừ cái tuần của mùng 2 tháng 9 thì khả năng là sẽ không dạy được bởi vì là cô đi du lịch. Ok, nào câu 21 nào. Có những bạn chọn phương án C, có những bạn chọn B. Ok, how was your exam? Bạn thi thế nào? Ổn không? A couple of questions were tricky, but on the cái gì đó was pretty easy. It, đúng không? Chắc là it. On the, cái này chắc là bị thiếu chủ ngữ gì đấy. But on the it nữa. Người ta đang hỏi về cái exam ấy, thì đằng sau là it was very easy. Tức là nó rất là dễ. Ok, ở đây chúng ta sẽ chọn phương án C, đúng rồi. Có thể như bạn chọn phương án C rất là đúng. Thì ở đây chúng ta có một cái cụm từ đúng không? On the whole. Thì on the whole có nghĩa là nói chung là, đúng không? On the whole thì nó bằng với cả in general. Đó, nói chung là, tức là gì? Một vài câu hỏi thì khá là khó. Cái từ tricky ở đây ý nói là nó khá là khoai đấy. Nhưng mà nói chung thì khá là dễ, đúng không? Pretty easy, có nghĩa là khá là dễ. Đấy thì on the whole là nói chung là bằng với cả in general, nhá. Tiếp theo câu số 21 nè, 22 nè. In order to, cái gì đó, their goals in college, students need to invest the maximum amount of time, money and energy in their studies. Là để có thể đạt được cái mục tiêu của họ ở trong trường đại học thì sinh viên cần phải đầu tư những cái thời gian rất là tối đa thời gian rồi là tiền bạc cũng như là công sức vào cái việc học của mình. Thế thì ở đây chúng ta thấy là đằng sau chỗ trống nó có cái danh từ là goals, đúng không? Có nghĩa là mục tiêu. Thì cái động từ gì nó sẽ kết hợp với cả cái danh từ này? Thực ra cái câu này cũng là một trong những cái câu nó bị mất chữ rồi em ạ.
Chỉnh lại chị, nó bị mất chữ. Mất cái này. Mất chữ không khi là do chị phóng lên đấy, đúng không? Thôi rồi, nhìn đây các bạn có xem được không nhỉ? Chắc là bạn xem được đấy. Nó hơi bé một tí. Đây đúng là bị thiếu từ ít thật. Đang nói đến đâu rồi nhỉ? Ok, con số nó bị thiếu chỗ này. Ok. Chúng ta vẫn nhìn rõ chữ đúng không? Câu thứ 22, in order to cái gì đó. Thì cái này thì cô cũng đã nhắc với cả các bạn. Cô vừa mới nói là gì, nó nằm ở trong một cái đề thi năm kia đúng không? Nếu như cô nhớ không nhầm thì nó nằm trong cái đề thi chính thức luôn. Đề năm kia thì nó là có sự kết hợp từ. Ở đây là một câu hỏi về sự kết hợp từ. Cụ thể là cái goals ở đây, mục tiêu thì nó phải kết hợp với động từ nào? Và chúng ta có động từ manage, chúng ta có động từ catch, không phải là catch nhá, catch nhá. Tiếp theo chúng ta có establish và chúng ta có achieve. Thì câu này đáp án của chúng ta đó là phương án D. Achieve the goals có nghĩa là đạt được mục tiêu của mình đúng không? Đấy, in order to achieve their goals in college, the students need to invest the maximum amount of time, money and energy in their studies. Ok, tiếp theo câu 23 cũng là một câu liên quan đến sự kết hợp từ, liên quan đến cấu trúc. Đấy, thì no one ever takes any notices of what I say. They never pay cái gì đó to what I say. Ở đây chúng ta cũng có một cái take notice of có nghĩa là chú ý đến á, thì nó bằng với cả cái pay ở dưới. Pay mà đi với to á, đúng không? Thì nó chỉ có thể kết hợp với gì thôi? Attention, đúng không? Thì cái này, cụm từ ở phía trên nó sẽ bằng với cả cụm từ ở phía dưới là pay attention to. Đều có nghĩa là chú ý đến. Đó, được chưa? Như vậy chúng ta học được những cái cụm từ nó đồng nghĩa với nhau đấy nhá. On the whole này bằng in general này. Take notice of thì bằng với cả pay attention to. Ok. Thế còn reply này có nghĩa là gì, là trả lời này. Rồi opinion là quan điểm. Support có nghĩa là ủng hộ. Tiếp theo câu số 24. All the negative violence on television has had a negative cái gì đó on children. Ở đây chúng ta thấy có một cái sự kết hợp chưa? Chúng ta nhìn này, có giới từ on, chúng ta có động từ have và có negative, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án gì các em nhỉ? Câu này chúng ta chọn phương án gì? Câu 24 đi nào. Bao giờ mới đọc được như cô nhỉ? Luyện nhiều vào. Luyện đọc thật nhiều vào. Tất cả những cái bạo lực đúng không? Violence là bạo lực, tất cả những cái bạo lực tiêu cực ở trên TV thì đều có những cái gì đó rất là tiêu cực lên trẻ em. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì? Phương án A là damage, phương án B là program, phương án C là process và phương án D là effect. Thì theo các em chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? 24 day sai, mai không về nhà. Daddy, đúng rồi, câu này đáp án của chúng ta là daddy, là phương án D đúng không? Như vậy chúng ta có cái công thức tổng quát là gì? Have a negative effect on somebody. Công thức tổng quát có nghĩa là có tác động tiêu cực lên ai đó, nhớ. Rồi, tiếp theo câu thứ 25 đi. Đây cũng là một cái câu mà liên quan đến sự kết hợp từ, một cụm từ. The manager of the hotel. Manager, không đọc là manager, đó là manager. Đây cũng là âm e bẹt đấy nhá. The manager of the hotel always lays great cái gì đó on the service quality. Là cái người quản lý của khách sạn thì luôn luôn, đúng không? Gọi là đặt cái tầm quan trọng lên cái chất lượng của dịch vụ. Đố các em biết câu 25 đáp án là cái gì? Chúng ta sẽ điền từ stress, hay là từ pressure, hay là wish, hay là need. Câu 25 đi nào, cố lên. Câu 25. Bị lệch đấy em ạ. Màn hình bị lệch. Chỉnh lại đi, chị vẫn thấy nó bị lệch.
Nó không hết chữ ấy. Chị nhìn màn hình nó không hết chữ này. Ok, các bạn là thấy, các bạn là thấy rõ chưa? Ok rồi đúng không? Rồi câu 25 này, the manager of the hotel always lays great cái gì đó on the service có những bạn nói là đặt áp lực đúng không? Là B. Câu này là một câu gọi là lừa, lừa kinh khủng khiếp luôn. Đỗ Trạng nói là cô ơi em xin thay mặt bản thân em cảm ơn cô, nhờ cô em đã trúng liệt. Ok, cảm ơn em. Câu 25 này á, các bạn chọn phương án B là sai hết. Cô đã bảo nó lừa mà. Thì ở đây cái từ pressure có nghĩa là áp lực. Nó không đặt áp lực lên cái dịch vụ, lên chất lượng dịch vụ được, mà là đặt, là nhấn mạnh cái tầm quan trọng. Hiểu nhá? Đây là nhấn mạnh cái tầm quan trọng lên cái vấn đề này, tức là họ luôn luôn coi trọng cái chất lượng dịch vụ, chứ không phải là đặt cái pressure, đặt cái áp lực lên lên chất lượng dịch vụ nhá. Đặc biệt là nó lại có cái động từ là lays, đúng không? Lays great. Đấy, tức là lay. Đấy, hoặc là put. Rồi chúng ta đặt là gì? Lay hoặc là put great pressure on something. À sorry, stress nhầm. Từ này chúng ta phải chọn là stress nhá. On something. Có nghĩa là nhấn mạnh tầm quan trọng của cái gì, được chưa? Ở đây thực ra gọi là put là cũng không hẳn đâu, mà lay hoặc là place, động từ place. Là place là đặt, đặt cái tầm quan trọng lên điều gì. Đấy, lay hoặc là place great stress on something. Thế còn thường ấy, thì mình hay dùng cái động từ là động từ put. Put thì nó đi với cả pressure. Đấy, put này đi với cả pressure thì là đặt cái gây áp lực lên ai đó, thường là như vậy. Đấy, chúng ta hay nói là put pressure on somebody, tức là đặt áp lực lên ai đó. Thế còn nếu như chúng ta muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng lên cái gì đó, cụ thể ở đây chính là cái service quality, tức là cái chất lượng dịch vụ, thì chúng ta phải chọn cái danh từ là danh từ stress. Như vậy cái từ stress nó vừa có nghĩa là căng thẳng đúng không? Bị stress ấy, căng thẳng thần kinh ấy, thì nó còn có một nghĩa nữa, có nghĩa là tầm quan trọng, nhớ chưa? Tầm quan trọng hay là nhấn mạnh. Chúng ta biết từ word stress không? Word stress có nghĩa là trọng âm từ, có nghĩa là một cái âm ở trong cái từ đấy nó được nhấn mạnh, đúng không? Phải hiểu cái bản thân cái từ stress đấy, chứ không phải là stress có nghĩa là căng thẳng. Nó có thể có là một từ đa nghĩa mà chúng ta chỉ biết có mỗi một nghĩa của nó thôi là không được nhá. Ok, như vậy ở đây chúng ta có thể ghi các cái cấu trúc này vào lay hoặc là place stress on something. Thế còn cái này chúng ta dùng là put pressure on somebody. Ok. Rồi tiếp theo câu 26 cho đến 30. Đây là những cái câu mà cô đã rất là chọn lọc rồi, mà cô hy vọng là qua những cái câu này mà chúng ta biết đâu sau này đi thi chúng ta lại trúng tủ. Rất là hy vọng là như vậy, bởi vì là nó đều liên quan đến sự kết hợp từ, mà sự kết hợp từ là một trong những cái yếu tố mà các kỳ thi nó thường hay kiểm tra và đánh giá, đặc biệt là xu hướng ra đề những năm gần đây là rất là hay ra vào sự kết hợp từ, cho nên là chúng ta phải rất là chú ý học cái phần này nhé. Ok, nào chúng ta tiếp tục nào. Câu thứ 26 thì cô sẽ chữa nhanh một tí nhá. Sắp thật sự là 10 giờ rồi mà vẫn chưa xong. Nên là phải hơn 1 tiếng rồi đấy đúng không? Ok, rồi, câu số 26. Ở đây chúng ta có helping hand đúng không? Helping hand tức là một tay. Đấy thì nó sẽ kết hợp với cả động từ gì? Nó sẽ kết hợp với cả động từ lend đúng không? Lend a helping hand hoặc là lend a hand thôi cũng được. Đấy, lend a helping hand. Là giúp một tay đúng không? Lend a helping hand là giúp một tay. Đấy, ở đây chúng ta chọn phương án D. Cái này nó cũng là một cái câu mà có ở trong sách giáo khoa đấy nhá. Rồi tiếp theo câu thứ 27. Câu 27 thì là một cái câu mà cũng liên quan đến sự kết hợp từ. Cụ thể ở đây chúng người ta đã cho sẵn cái từ là in popularity. Popularity nó là danh từ của từ popular. Chúng ta có tính từ popular có nghĩa là phổ biến.
ưa chuộng đúng không? Phổ biến ưa chuộng thì chúng ta có danh từ của nó là popularity. Thì bây giờ nó sẽ là chúng ta sẽ dùng động từ gì để kết hợp với nó đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng động từ phương án D này. Đấy, trong bốn phương án này chúng ta sẽ dùng cái phương án D. Cụ thể hơn là grow in popularity. Có nghĩa là càng ngày càng được ưa chuộng hơn. Đấy, the Women's World Cup is growing in popularity. Có nghĩa là cái cúp bóng đá thế giới, nó phụ nữ, đấy, thì càng ngày càng được ưa chuộng hơn. Đấy, is growing in popularity. Đấy, thì còn competing, establishing, advancing thì đều không phù hợp nhá. Câu 28. Our class team has won 4 football matches. Ở đây nhá, thì thứ nhất là chúng ta phải xác định xem là chúng ta điền từ loại gì vào trong cái câu này. Ở đây là có football matches, có nghĩa là cái trận đấu bóng đá, và 4 trận đấu bóng đá là liên tiếp đúng không? Ý nói là liên tiếp. Đấy thì câu này chúng ta sẽ chọn cho cô cái phương án D. Thứ nhất là tính từ, và thứ hai là chúng ta phải chọn cái tính từ là successive. Successive ở đây có nghĩa là liên tiếp, nó là tính từ. Đấy, nó có nghĩa là liên tiếp. 4 trận liên tiếp. Thì cái từ này cô sẽ cung cấp cho chúng ta cái từ đồng nghĩa của nó nhá. Successive thì nó bằng với cả consecutive. Học cô là rất là hay được cung cấp những cái cụm từ đồng nghĩa nhá. Đấy, successive có nghĩa là liên tiếp thì nó bằng với cả consecutive. Đấy, tức là trận đấu bóng đá, cái nhóm của lớp tôi, cái đội của lớp tôi thì đã giành được 4 trận đấu, giành chiến thắng được 4 trận liên tiếp. Thế còn cái từ successful nó là tính từ, nhưng mà nó có nghĩa là thành công, nên nó không có liên quan. Thế còn unsuccessful là không thành công. Thế còn đây là success, nó là danh từ, có nghĩa là sự thành công. Đó, thì nó không phù hợp. Đấy, ở đây chúng ta cần có một tính từ, và chúng ta cần có tính từ có nghĩa là liên tiếp, 4 trận đấu liên tiếp. Tiếp theo câu 29. Thì câu 29 cũng là một câu mà liên quan đến sự kết hợp từ đúng không? Do hay là make. Đấy, đấy cũng là một trong những cái chủ điểm mà đi thi rất hay được ra. Đấy thì nếu mà chú ý nhá, sự kết hợp từ rất là quan trọng, hiểu chưa? Thì I wonder if you could cái gì đó me a favor. Thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D. Do me a favor. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi tự hỏi là liệu bạn có thể giúp đỡ tôi được không? Đấy, như vậy chúng ta có cái công thức là do somebody a favor. Thì nó sẽ bằng với cả gì? Help somebody. Help somebody. Ok, xong nhá. Như vậy cái này là do. Tôi tự hỏi là liệu bạn có thể giúp đỡ tôi được không? Một cái lời đề nghị nó rất là lịch sự, đúng không? Một cái câu yêu cầu, rất là câu yêu cầu rất là lịch sự. Tiếp theo câu 30 nào, The young ở đây ý nói là giới trẻ. Thì giới trẻ nên như thế nào? Themselves in social activities. Giới trẻ nên như thế nào đấy? Chính bản thân họ vào các hoạt động xã hội. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn phương án gì? Chúng ta có các động từ là determine. Phương án A là determine. Cái từ này rất hay đọc sai, trọng âm nhá. Chúng ta hay đọc là determine đúng không? Determine, nhớ chưa? Thế còn phương án B là serve. Phương án B là serve. Thế còn C là involve. Thế còn phương án D là promote. Thì cái câu này chúng ta sẽ chọn phương án gì các em nhỉ? Câu này chúng ta sẽ chọn cho cô cái phương án C nhá. Involve oneself in something. Ở đây chúng ta nhìn thấy có cái giới từ in đúng không? Đó, tức là tự tham gia vào cái gì? Tự tham gia vào, tức là tự giác, ý nó là tự giác tham gia vào cái gì đó. Và cụ thể ở đây có nghĩa là tự giác tham gia vào các hoạt động xã hội đúng không? Social activities. Ok, như vậy là qua cái phần từ vựng này thì chúng ta đã học được rất là nhiều những cái sự kết hợp từ. Mà những cái sự kết hợp từ này là cô đã chọn những cái sự kết hợp từ mà nó có khả năng là sẽ xuất hiện trong các kỳ thi nhá. Nhưng mà nó rất là phổ biến và nó cũng ở mức độ là nó không quá khó và cũng thường được ra trong các đề thi. Chính vì vậy cho nên chúng ta hãy ghi chép tất cả những cái cụm từ này vào và chúng ta hãy học thuộc tất cả những cụm từ này nhá. Đó, như vậy là cô hy vọng là qua cái bài hôm nay á, thì những cái kiến thức mà cô lựa chọn thì chúng ta đã nắm được. Nếu như chúng ta bị thủng cái chỗ nào đấy thì chúng ta có thể vá được một chỗ nào đấy rồi đấy, và hy vọng rằng giúp ích được các em nhiều. Ok, thế thì hẹn gặp lại các em vào thứ sáu tuần sau, và thứ sáu hàng tuần nhá, vào lúc 8:30, nhớ chưa? Tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 8:30. Và tuần sau thì sẽ có một cái món quà cho chúng ta, và món quà này chỉ dành cho những bạn nào trả lời nhanh nhất và đúng nhất, và chỉ có duy nhất một món quà thôi, và nó sẽ rơi vào câu hỏi cuối cùng. Nó sẽ là câu hỏi cuối cùng. Chính vì vậy nên là sẽ chỉ dành cho những bạn nào mà
nán lại đến giây phút cuối cùng đúng không, và chăm chỉ trả lời đúng và nhanh nhất cái câu hỏi đấy thì đương nhiên là bạn đấy sẽ được cái món quà đấy. Thế còn hôm nay thì cảm ơn cô rất nhiều mải ghi nên không có comment được. Như vậy bạn cẩn thuận, bạn ấy rất là chăm chỉ ghi chép đấy, coi như là một cái bài giảng ở trên lớp của chúng ta đúng không, cô đã giảng rất là kỹ rồi. Thì hy vọng là chúng ta hiểu được tất cả những cái nội dung mà hôm nay cô muốn truyền tải cho chúng ta. Nếu như bạn nào có thắc mắc gì về, bạn nào muốn đăng ký khóa học online của cô thì lên tuyển sinh 247 nhá, lên trang web của tuyển sinh 247 để chúng ta đăng ký. Đó thì thế thôi, bây giờ 10 giờ hơn rồi, chúng ta phải nói lời tạm biệt đây. Chào các anh.